của báo điện tử VTC News. Các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút trò chuyện cùng nghệ sĩ. Chương trình được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần. Đây là không gian để các nghệ sĩ có thể giao lưu, chia sẻ nhiều hơn với người hâm mộ của mình. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là ai? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Ninh Tito tên thật là Vũ Trung Ninh, một food vlogger khá trẻ tuổi hiện đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội. Chàng trai sinh năm 1994 này hiện đang sở hữu kênh YouTube với lượng đăng ký khủng lên đến hơn 800.000 lượt với rất nhiều clip ẩm thực triệu view. Đặc biệt năm 2017, Ninh Tito còn được vinh danh trong top 4 những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực tại Việt Nam được tổ chức tại Malaysia. Năm 2019, Ninh Tito chính thức bắt tay với Google trong các dự án quảng bá Google Search tại Việt Việt Nam về du lịch và đồ ăn. Cũng trong năm nay, Nam Vlogger tiếp tục được đề cử vào top 4 Method Web TV Asia Food The Icon of the Year. Hiện nay, Ninh vẫn ngày càng khẳng định vị trí của mình và là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Samsung, Bemin, Netcafe, Coca-Cola, Chevrolet. Xin chào Ninh Tito, cảm ơn vì bạn đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì bạn có thể gửi một lời chào tới các độc giả đang theo dõi chương trình được không? Xin chào các bạn, mình là Vũ Trung Ninh Mọi người thường hay gọi mình với cái nickname là Ninh Tito Hiện tại thì mình đang hoạt động chính ở trên Youtube Và nghề của mình đó chính là vlogger về ẩm thực Mở đầu chương trình, Ninh có thể chia sẻ mình đã bắt đầu công việc food vlogger như thế nào được không? Thật ra thì để mà nói về cái cơ duyên của mình đến với cái nghề này thì nó đã từ rất là lâu rồi, cách đây cũng 5 năm rồi. Ờ, thực sự là cái thời điểm mà khoảng 2016, 2017 là cái thời điểm mà trên thị trường trước có một cái khái niệm nào gì về cả YouTuber hay là những cái người làm review cả. Nên là đợt đấy thì mình ban đầu chỉ là chia sẻ những cái địa điểm ăn ngon của mình với những cái góc chụp thật là đẹp lên trên Instagram thôi và dần dần thì kiểu mọi người quan tâm nhiều hơn thì thì mình cũng thích à, lúc đầu là rất là thích sau đó thì mình cũng bắt đầu nhận được một vài lời mời quảng cáo sau đó cũng nhận được đề cử nọ đề cử kia các giải thưởng và mình thực sự nghĩ rằng là liệu đây có phải cái con đường mình có thể đi không đang từ tay trái nó có thể thành tay phải được không thì lúc đấy mình bắt đầu cân nhắc và Uh, sau một quá trình làm ở đài truyền hình rồi uh, suy nghĩ rất là nhiều vật lộn rất là nhiều cũng tích lũy được khá là nhiều kinh nghiệm thì mình quyết định vào thời điểm 2017 đó chính là mình sẽ nghỉ và mình chuyển sang làm vlogger và thực sự những cái ngày đầu tiên là những cái ngày mà mình cảm thấy là khó khăn về 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 cái động lực nhưng mà mình lại có quá nhiều cái đam mê cũng như là quá nhiều cái cơ hội nên là mình đã quyết tâm thử và may là nó thành công <laughs> Trong thời gian đầu bắt đầu hai công việc, food vlogger và youtuber, hai lĩnh vực chưa thực sự là phổ biến tại Việt Nam cách đây vòng 5 năm, thì Ninh uh, đã gặp phải những khó khăn như thế nào? Nghề nào thì cũng có cái khó khăn của nó các bạn ạ. Uh, chưa kể rằng là youtuber cái thời đấy, rồi food vlogger cái thời đấy không được coi là một nghề, nó chưa định hình một cái gì cả, nên nó lại càng khó khăn. Khó khăn đầu tiên của mình đó chính là thiếu những cái uh, người dẫn dắt, thực sự là thiếu những cái người dẫn dắt bởi vì là khá ít người ở trong cái nghề vào thời điểm đấy. Thứ hai đó chính là vì khái niệm nó chưa định hình mà mình lại cứ sách máy quay, mình đi ra hàng quán mình ngồi mình nói to, ơi là to xong mình ăn uống rồi mình chia sẻ lại cái trải nghiệm người người ta cứ nhìn đi, từ chủ quán cho đến uh, khách khách người ta ăn người ta cũng cứ nhìn mình suốt. thì dần dần thì mình cũng phải quen thôi. thì đấy là cái khó khăn lớn nhất. cái thứ ba đó chính là uh, làm thế nào để truyền tải được những cái gì mình muốn nói những cái gì mình muốn quay với khán giả trong khi một mình mình cầm cái máy quay đi và phải làm tất cả mọi thứ thì may là uh, có thời gian học ở đài truyền hình rồi nên là mình uh, vượt qua cái đấy một cách dễ dàng nhưng mà dễ ở, ở cái việc là mình có cơ bản thôi chứ còn đến lúc mà lăn xả vào thì thực sự rất là nhiều vấn đề và cái cuối cùng đó chính là cái việc mọi người đón nhận nó ra sao. Thời gian đầu thì chưa có quá nhiều người đón nhận và thậm chí là có cả tích cực tiêu cực, những cái phản hồi trái chiều với nhau nên là mình khá là bấn loạn. <laughs> uh, và nghĩ lại thời gian đấy thì uh, khó khăn nhiều hơn là 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 những cái mình đạt được. Có điều là mình đã vượt qua được cái khó khăn đấy và mình có được cái thành công ban đầu. Được biết là một trong những YouTuber có tốc độ ra video nhanh cũng như là vẫn giữ được ổn định về chất lượng thì Ninh đã làm như thế nào để có thể thực hiện được điều đó? Cái thời gian đầu ấy thì uh, mọi người biết là mình cũng ra khoảng 3 clip một tuần trên Youtube Tại vì các bạn biết không khi mà mình đã nghỉ hết việc không còn việc gì cả Đây là công việc full time toàn thời gian của mình rồi Thì mình buộc phải lăn xả với nó để còn kiếm tiền uh, Khi mà mình có một lượng xem nhất định rồi Và khi mà các nhãn hàng bắt đầu thấy hiệu quả rồi người ta mới đổ tiền vào đúng không Nên là thời điểm đấy mình đã để đam mê nó lăn xả Nó vượt qua tất cả mọi giới hạn Để mình có thể ra được 3 clip một tuần Uh, và thực sự đấy là một cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy mình rất chăm chỉ luôn. Mọi à. người ai cũng sẽ bảo là ôi tại sao Ninh chăm thế nhỉ? ra được đều thế nhỉ? các thứ. Nhưng mà khi mà bạn mới làm thì buộc bạn phải tạo thói quen mà để tạo thói quen bạn phải có nhiều và đúng tần suất thì đấy là cái điều mình rất cố gắng. Sau này khi mà có ekip rồi thì cái việc mà ba clip một tuần nó đơn giản hơn, nhưng mà càng ngày càng về sau thì cái việc tần suất nó không còn là vấn đề mà vấn đề nó là ở nội dung. Bạn làm quá nhiều thứ rồi thì bạn phải thay đổi Bạn phải sáng tạo hơn Thì đấy lại là cái khó khăn tiếp theo sau khi mà mình đạt được cái tần suất nhất định Nhưng mà nên nghĩ rằng nếu mà các bạn muốn làm cái gì đó Thì cái tần suất cũng như cái số lượng ban đầu nó rất là quan trọng Đặc biệt là làm youtuber Mỗi khi lên sóng thì khán giả đều thấy Ninh xuất hiện với một nụ cười tươi giói, đôi mắt biết nói và một giọng nói ấm áp. Có lẽ hình ảnh lạc quan, tích cực đã là một thương hiệu của Ninh. Tuy nhiên thì là một người nổi tiếng chúng ta không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Vậy khi đọc những bình luận tiêu cực thì Ninh có cảm thấy bị áp lực hay không? Và bạn đã vượt qua nó giữ sự lạc quan như thế nào? Um, thì mọi người cũng thấy là Ninh cười rất nhiều, lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng năng lượng tích cực. Uh, đấy là con người mà mình muốn cho các bạn xem. Còn thực sự ở bản thân của mình thì trước đây cũng là một người rất là nhiều năng lượng. Nhưng mình không phải là người lúc nào cũng cười đâu ờ uh, và đặc biệt là khi mà mình phải đối diện với những cái comment bình luận trái chiều người ta uh, phán xét mình về nhiều thứ về ngoại hình rồi về uh, cách làm rồi về các thứ thì mình bắt đầu cảm thấy áp lực ngay từ giai đoạn đầu tiên khi làm vì các bạn biết cộng đồng mạng mà sức mạnh nó rất là lớn và người ta muốn nói gì người ta nói người ta đâu nghĩ là người nghe nó như thế nào nên rằng là uh, người ta thích thì nói còn mình là người đón nhận giai đoạn đầu mình áp lực lắm rất áp lực luôn mình đọc comment đấy mình cảm thấy bị tụt hứng xong rồi uh, mình không biết phải làm thế nào tiếp nhưng mà uh, có rất là nhiều các anh chị bạn bè cũng như là một vài người đi trước có chia sẻ với mình rằng đây là cái vấn đề của một người khi được công chúng biết đến nhiều hơn người ta phải gặp và người ta phải vượt qua nó nên là cứ coi như những cái lời nhận xét đó, những cái nào mà mình tiếp thu được về về chuyên môn, về rồi về nội dung thì mình tiếp thu, còn không thì cứ kệ để ngoài tai đi. Và chính vì cái việc mà mình học để ngoài tai nên là càng ngày mình càng cảm thấy đối diện với áp lực từ cộng đồng nó nhẹ hơn, mình tập trung vào những cái gì mà mình muốn được nghe như là anh ơi anh nên review thêm quán nọ quán kia, anh ơi quán này bây giờ không ngon các thứ thì đấy là những cái mà mình thực sự rất là uh, trân trọng. Nên rằng là ai cũng sẽ phải vượt qua cái giai đoạn khó khăn về tâm lý khi mà khi mà đối diện với cộng đồng mạng thôi nhưng mà hãy cứ cố, cố gắng và kiểu gì bạn cũng sẽ vượt qua được Hiện nay trên mạng xã hội thì các nội dung ngày càng trở nên đa dạng phong phú với nhiều nhân tố trẻ trung mới Vậy làm thế nào để Ninh có thể giữ được sức hút của bản thân cũng như ngày càng khẳng định thương hiệu cá nhân? thật ra thì như ninh có nói ban đầu là chúng ta phải uh, sáng tạo không ngừng để mà thay đổi nội dung uh, để mà tìm đến những đối tượng khán giả mới nên thực sự đây là một cái khó khăn lớn nhất ở thời điểm hiện tại của ninh bây giờ uh, làm thế nào để vẫn giữ được chân người xem khi mà có quá nhiều các bạn youtuber bây giờ cũng làm nghề hay có quá nhiều bạn cũng đi review trên instagram thì chỗ đứng của mình ở đâu thì cứ mỗi một giai đoạn bước đi mình lại nhìn lại xem những cái gì mình làm tốt xem những cái gì mà khán giả không đón nhận lắm thì mình sẽ thay đổi một chút ngoài ra thì mình cũng có một cái uh, mẹo đó chính là hãy cứ tham khảo và xem thật nhiều những cái nội dung ở trên các nền tảng số như là phim tài liệu này rồi rồi các cái chương trình truyền hình thực tế này những cái gì mà gần với bạn nhất để cho bạn có một cái cảm hứng và cũng như là xem các youtuber khác người ta làm cái gì nội dung như thế nào để mình xem có thể nhặt nhạnh được cái gì cho mình không thì tức là ngày ngày một phải update bản thân ngày một phải học hỏi nên rằng là cái chuyện mà à, có một chỗ đứng rồi không bao giờ là an toàn các bạn hãy cứ nhớ rằng là có một chỗ đứng không bao giờ là an toàn nó sẽ lung lay bất cứ lúc nào chúng ta luôn phải cố gắng để bản thân mình cũng như là cái ekip của mình à, cùng trao dồi và cùng phát triển trong năm năm theo nghề chắc chắn đinh đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp vậy với bạn kỷ niệm nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất để mà nói về 5 năm làm nghề cái gì nhớ nhất, cái gì không nhớ nhất Hay là kỷ niệm nào đẹp thì rất là khó Vì mỗi một ngày với Ninh lại là một cái trải nghiệm mới Có điều Ninh thích nhất ở ờ, trong quãng thời gian 5 năm vừa rồi đó chính là có cơ hội được gặp các bạn uh, fan của mình, mình hay gọi là các bạn shining kiểu tỏa sáng cùng Ninh. Đó thì uh, mỗi một lần gặp các bạn đấy, dù là gặp trên đường các bạn ấy ơ anh Ninh hay là dù mình tổ chức event cho các bạn ấy đến gặp mặt chẳng hạn thì mình đều cảm thấy vui vì mỗi một lần như vậy mình lại được tiếp thêm năng lượng các bạn đấy chia sẻ những cái suy nghĩ rồi những cái thói quen của các bạn đấy xem anh ninh suốt ngày hay là uh, khoe bố khoe mẹ rồi bố mẹ cũng xem ông bà cũng xem chẳng hạn thì đấy là một cái động lực rất là lớn và thứ hai đó chính là chính các bạn đấy qua những cái buổi gặp mặt các bạn ấy chia sẻ cho Ninh thêm những cái ý tưởng hoặc là những người trực tiếp và thẳng thắn uh, nhận xét cho Ninh rằng giai đoạn vừa rồi anh quảng cáo nhiều quá hay là hay là giai đoạn vừa rồi thấy anh ninh hơi buồn không, không vui nữa ăn không quá ngon lắm thì những cái cơ hội đấy là những cơ hội mà Ninh nghĩ rằng là hay, đẹp và có ý nghĩa Có lẽ nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về công việc của một vlogger Ninh Tito có thể chia sẻ về một ngày làm việc của food vlogger sẽ diễn ra như thế nào được không? Một ngày của mình thì nói chung là uh, khá là thoải mái thoải mái trong cái chuyện là mình được làm chủ thời gian nhưng mà đấy là cái thoải mái duy nhất <laughs> ờ, vì mở mắt dậy một cái là mình đã phải lao đến văn phòng mình uh, ngồi uh, họp với cả các bạn trong team để xem là um, kế hoạch của mình trong thời gian tới là như thế nào hay là mình đang có cái gì cần triển khai hoặc nếu hôm đó quay thì mình sẽ quay cả ngày quay xuyên buổi trưa sang đến chiều luôn và mỗi một lần quay như vậy thì mình phải ăn rất là nhiều gọi đồ ăn về cũng nhiều ăn uh, review cũng nhiều mà đến lúc phải xử lý cái đống đồ ăn thừa cũng rất là nhiều thì đấy là một cái việc lớn nhất trong ngày. Sau đó thì mình cũng không quên dành thời gian để đi tập vì nếu mà các bạn nạp vào cơ thể quá nhiều mà các bạn không tập thì chắc chắn sẽ dẫn đến một hậu quả là nó lên 20 cân như mình mà trong khi mình đã tập rồi nhá <laughs> Và thứ ba đó chính là mình dành thời gian nhiều hơn để uh, nghiên cứu uh, cho công việc. Nếu không nghiên cứu thì mình sẽ dành thời gian để giải trí cho những cái sở thích cá nhân như là xem phim, vẽ tranh, dọn dẹp nhà cửa hay là chơi với bạn cún nhà mình Thì mình luôn cố gắng cân bằng giữa cái việc là mình làm trong một khoảng thời gian và làm hết mình Sau đó thì mình dành thời gian nghỉ ngơi Ban đầu các bạn không biết mình tham lắm Mình làm từ ngày đến đêm, ngày nọ qua ngày kia kiểu mình rất là hừng hực khi thế Nhưng mà sau 5 năm tự cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống Độ, thêm cả việc ăn uống cũng vô độ quá nhiều như thế nên là mình cảm thấy là mình cần phải cân bằng cuộc sống hơn thì đây đang là một cái khoảng thời gian mình cảm thấy là mình có thể cân bằng được một phần nào đấy và mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn có hứng để làm việc hơn theo ninh để trở thành một vlogger cần hội tụ những yếu tố nào và yếu tố nào là quan trọng nhất để có thể đạt được sự thành công theo mình nghĩ thì để trở thành blogger thì bây giờ thực sự nó quá nhiều công cụ quá nhiều cái cơ hội để các bạn có thể làm ai cũng có thể xách máy lên từ điện thoại di động hay là bạn có máy ảnh bạn dơ máy ảnh lên rồi biết dựng một tí thôi là đã được là đã làm được blogger rồi nhưng mà uh, yếu tố quan trọng nhất để thành công ấy thứ nhất là bạn phải biết bạn muốn gì Thực sự cái điều đấy rất là quan trọng Bạn muốn trở thành một người như thế nào Làm việc trong mảng gì Bạn muốn 1 năm, 2 năm, 5 năm, năm Cái kế hoạch của bạn nó như thế nào Quan trọng là bạn phải biết bạn muốn gì Sau đó thì cần một cái sự sông sáo Tại vì rất nhiều người lên kế hoạch Rất nhiều người biết mình muốn gì Nhưng mà không bắt tay vào làm Không có sự sông sáo Không có sự gọi là uh, lúc nào cũng sợ sai Các bạn phải vượt qua những cái nỗi sợ vô hình đó Để các bạn bắt đầu làm Thì có làm các bạn mới biết là các bạn sai ở đâu thì sai ở đâu mình sửa đấy thôi vừa đi vừa mò mà làm gì có ai giỏi ngay từ đầu còn nếu bạn giỏi từ đầu thì tốt và yếu tố quan trọng thứ ba đó chính là có cần có sự kiên trì tại vì sao cái thời điểm này đặc biệt là khi mà dịch bệnh rồi khi mà có quá nhiều những cái vấn đề phát sinh cũng như là cộng đồng làm vlogger quá lớn như thế này thì cần có sự kiên trì để bạn có thể biết được là uh, bạn cần phải thay đổi hướng đi như thế nào và cần có sự kiên trì để bạn biết được là bạn có thành công hay không tại vì cứ một ngày một ngày hai làm xong rồi thấy mọi người làm kinh khủng quá xong mình không làm nữa không không bền bỉ thì đôi khi nó hơi phí biết đâu bạn cố thì bạn sẽ thành công đúng không nên rằng là hãy cứ mạnh mẽ hãy tìm được động lực từ những cái gì mình muốn và mạnh mẽ kiên trì bền bỉ để vượt qua thì ninh tin chắc rằng là kiểu gì bạn cũng sẽ thành công không bằng cách đấy thì bằng cách này <laughs> trong thời gian tới ninh và cả ekip đã có định hướng phát triển như thế nào bạn có thể chia sẻ thêm cho khán giả được biết được không ninh thì không hay chia sẻ về những cái kế hoạch của mình đâu tại vì là uh, nó chưa thành hình lắm nhưng mà thực sự là sau 5 năm mình cảm thấy rằng là mình phải trưởng thành hơn mình phải làm những cái nó có giá trị hơn lâu dài hơn cho con đường sự nghiệp của mình chứ không chỉ đơn thuần là mỗi ngày sách máy đi review xong rồi uh, nhận tiền rồi các thứ các thứ và lúc nào cũng phải gồng mình lên với dư luận được mình hiện tại thì đang phát triển thêm một công ty nữa uh, cũng làm về mảng ẩm thực nhưng mà nó sẽ chuyên về sản xuất nội dung không phải là review mà sẽ là nấu ăn uh, cũng như là mình sẽ làm thêm rất là nhiều những cái nội dung mà uh, liên quan đến đời sống ẩm thực dành cho giới trẻ thì hy vọng là sắp tới các bạn sẽ uh, đón nhận khi mà nó được ra mắt còn bây giờ thì ninh vẫn đang ủ mưu cũng như là cùng các bạn thành viên mới uh, chuẩn bị nội dung cho nó hy vọng là tương lai thì nó sẽ phát triển và đón nhận nhé <laughs> Trước khi kết thúc chương trình, Ninh có thể gửi tới các bạn khán giả một câu nói truyền cảm hứng mà bạn yêu thích nhất cũng như những mong muốn của bạn được không? Thật ra thì châm ngôn sống của Ninh nó thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành ờ, à, Trước đây thì mình có một châm ngôn sống khác nhưng mà bây giờ nếu mà ai hỏi Ninh rằng châm ngôn sống của bạn hiện tại và 5 năm tiếp theo là gì thì đó sẽ là một câu nói Chỉ cần bạn muốn bằng mọi cách bạn sẽ làm được Ờ, uh, thực sự thì Ninh nghĩ rằng là với cá nhân của Ninh thì đây là câu nói tự truyền động lực cho mình Mỗi một buổi sáng khi mà mình gặp khó khăn Hay là mỗi một buổi sáng mình cảm thấy là mình không có hứng để để đi tiếp cái ngày hôm đó Mình luôn tự nói với mình câu đấy Thì các bạn hãy thử xem, hãy thử ngẫm câu đó Và hãy thử nói với mình câu đó mỗi ngày Thì Ninh tin chắc rằng là động lực sẽ đến từ chính các bạn Và các bạn sẽ làm được những cái điều mà các bạn muốn Dù khó khăn, dù vất vả hay dù đại dịch như thế này Thì uh, cố lên, Ninh tin rằng các bạn sẽ làm được nhân đây thì mình cũng muốn chúc rằng các bạn độc giả các bạn khán giả của vtc news đang xem chương trình này sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe thật là nhiều may mắn cũng như là động lực để các bạn có thể thành công hơn trong những năm tiếp theo chúng ta sẽ trở lại một trạng thái bình thường mới với nhiều thành công nhiều cố gắng hơn xin chào và hẹn gặp lại Xin cảm ơn Vlogger Ninh Ti Tô về những chia sẻ vừa rồi. Tới đây thì thời lượng của chương trình 10 phút trò chuyện của nghệ sĩ cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.